các nhà vật lý thiên văn vừa phát hiện ngôi sao nhanh nhất từng ghi nhận đang bay quanh Sagittarius A sao, hố đen siêu khối lượng nằm tại trung tâm dải ngân hà của chúng ta. Hố đen này có đường kính ước tính 23,5 triệu km. Nhưng điều đặc biệt là có một ngôi sao mang tên S4716 chỉ mất 4 năm để hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh hố đen này. Nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Astrophysics Journal. Với một vòng quỹ đạo quanh hố đen chỉ trong khoảng 4 năm, điều này đồng nghĩa nó đang di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh lên tới khoảng 29 triệu km/h, tức vào khoảng 8.000 km mỗi giây. Khi bay theo quỹ đạo này, S4716 tới cách hố đen gần nhất là 100 đơn vị thiên văn, trong đó một đơn vị thiên văn bằng khoảng 150 triệu km, xấp xỉ khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời. Khoảng cách này vẫn tương đối gần, xét trong vũ trụ rộng lớn. Mặt trời quay quanh Sagittarius A sao ở khoảng cách lên tới 26.000 năm ánh sáng, mà mỗi năm ánh sáng thì tương đương với 9,5 nghìn tỷ km. S4716 nằm trong một nhóm sao dày đặc gọi là cụm sao S, quay quanh trung tâm thiên hà và hố đen siêu khối lượng của dải ngân hà. Các sao trong cụm này đều di chuyển cực kỳ nhanh nhưng khác nhau về độ sáng và khối lượng. Việc phát hiện ngôi sao mới rất gần Sagittarius A sao có thể thay đổi hiểu biết của con người về sự tiến hóa của dải ngân hà, đặc biệt là về các ngôi sao di chuyển nhanh ở khu vực trung tâm. Nhà vật lý thiên văn Michael Jazacek tại Đại học Masaryk, Cộng hòa Séc cho biết, quỹ đạo ngắn của S4716 khá khó hiểu, các ngôi sao không thể hình thành dễ dàng gần hố đen được. S4716 phải di chuyển vào trong, ví dụ bằng cách tiếp cận các ngôi sao và vật thể khác trong cụm S, khiến quỹ đạo của nó bị thu hẹp đáng kể. Nhà vật lý thiên văn Florian Peisker tại Đại học Cologne, Đức là đồng tác giả của nghiên cứu mới nhận định. Bằng cách liên tục cải tiến các kỹ thuật phân tích và kết hợp với những hình ảnh theo dõi trong 20 năm, tôi cùng đồng nghiệp đã xác nhận được chu kỳ quỹ đạo cực nhanh của S4716. Có 5 kính viễn vọng dùng để theo dõi S4716, gồm NIR2 và OSIRIS của đài quan sát Keck, Symphony, NACO và Gravity thuộc hệ thống kính viễn vọng rất lớn. Chúng giúp cung cấp dữ liệu chi tiết về ngôi sao mới. Peisker cho biết, việc một ngôi sao bay theo quỹ đạo ổn định gần và nhanh như vậy trong vùng lân cận của hố đen siêu khối lượng là điều hoàn toàn bất ngờ. Nó cho thấy giới hạn có thể quan sát bằng kính viễn vọng truyền thống. Phát hiện 5 đốm xanh lạ trên bầu trời, liệu có phải là cụm vật thể vũ trụ hoàn toàn mới? Trong quá trình khảo sát các đám mây khí, các nhà khoa học đã phát hiện 5 đốm xanh lạ trong cụm thiên hà sử nữ. Theo tờ Space, các nghiên cứu cho thấy những đốm xanh này chính là các ngôi sao trẻ màu xanh lam. Điều bất thường là những ngôi sao này hoàn toàn bị cô lập với các thiên hà mẹ của chúng, được sắp xếp theo một mô hình kỳ lạ. Dựa trên những chi tiết đó, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng họ đã phát hiện ra một loại hệ sao mới, một tập hợp các ngôi sao có lực hấp dẫn mạnh, không hoàn toàn là một thiên hà, nhưng cũng không phải bất kỳ một dạng cụm sao nào đã biết. Bí ẩn hơn nữa, các đốm màu được xác định là có ít khí hydro nguyên tử, một thành phần quan trọng trong quá trình hình thành sao. Điều này hoàn toàn gây bối rối khi bản thân chúng là những ngôi sao trẻ như mới thoát ra khỏi vườn ươm sao. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn Michael Jones từ đài quan sát Stewart của Đại học Arizona, Mỹ đã ghi nhận sự hiện diện của kim loại nặng trong các đốm màu. Điều này cho thấy rất có thể trong một giai đoạn nào của quá trình tiến hóa thiên hà có thứ gì đó đi ngang, kéo một cụm khí ra khỏi thiên hà hoặc bản thân bụng của thiên hà tự tống ra một đám vật chất và các ngôi sao này đã hình thành trong đám vật chất đào tẩu đó. Các nhà thiên văn học nghi ngờ rằng, theo thời gian, các ngôi sao trong mỗi đốm xanh lạ sẽ tách thành các cụm sao nhỏ hơn và lan rộng ra. Sống sót sau vụ nổ siêu Tân Tinh, sao lùn trắng sáng hơn trước. Sao lùn trắng thường đồng hành với một ngôi sao khác và hút một lượng lớn vật chất từ đó. Vụ nổ Tân Tinh xảy ra khi sao lùn trắng chuyển sang giai đoạn hấp hối do hút quá nhiều vật chất từ ngôi sao đồng hành. Toàn bộ khối lượng tăng thêm sẽ đè lên lõi của sao lùn trắng, khiến nhiệt độ và mật độ ở phần lõi tăng cao tới mức kích hoạt chuỗi phản ứng nhiệt hạch. Kết quả là xảy ra một vụ nổ siêu Tân Tinh. Tuy nhiên, ngôi sao lùn trắng được quan sát gần đây vẫn tồn tại sau vụ nổ siêu Tân Tinh, thậm chí còn tỏa sáng hơn trước. Theo ông Curtis Mercalli, nhà khoa học thiên văn cấp cao tại đài quan sát Las Cumbres ở California nói,
Chúng tôi khá ngạc nhiên khi ngôi sao này không bị phá hủy mà có thể sống sót và sáng hơn cả trước khi vụ nổ. Ông Mercalli giải thích rằng vụ nổ tạo ra chất phóng xạ, yếu tố làm nên ánh sáng huyền bí của một vụ nổ siêu tân tinh. Một phần vật chất này vẫn còn sót lại trong ngôi sao sống sót và khiến nó sáng hơn. Ngôi sao lùn trắng nằm cách trái đất 108 triệu năm ánh sáng tại thiên hà xoắn ốc NGC 1309, kích thước bằng 3/4 dải ngân hà. Theo các nhà nghiên cứu, mặt trời của chúng ta cũng sẽ trở thành một ngôi sao lùn trắng trong tương lai, số phận của khoảng 97% các ngôi sao tồn tại trong vũ trụ, ông Mercalli cho biết. Vào cuối vòng đời của những ngôi sao như mặt trời của chúng ta, hoặc lớn hơn một chút, chúng sẽ cạn kiệt nhiên liệu phản ứng hạt nhân trong lõi và biến thành sao lùn trắng. Trong quá trình này, các lớp bên ngoài của ngôi sao bong ra trở thành tinh vân, phần lõi còn sót lại sẽ hình thành nên sao lùn trắng. Vào tháng 5 năm 2021, nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế cũng dùng kính viễn vọng không gian Hubble để ghi lại cái chết của một ngôi sao khổng lồ cách trái đất 35 triệu năm ánh sáng. Những hình ảnh từ Hubble cho thấy ngôi sao này có màu vàng kỳ lạ, nhiệt độ trung bình và không có hydro ở lớp ngoài. Ông Sackler Kilpatrick, nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern ở Illinois, Mỹ cho biết, nếu một ngôi sao phát nổ mà không có hydro, nó sẽ có màu xanh lam và thực sự nóng. Gần như không thể có một ngôi sao lạnh đến mức này mà không có hydro ở lớp ngoài. Sao Thủy có thể chứa 16.000 tỷ tấn kim cương. Mô phỏng từ nghiên cứu mới công bố tại Hội thảo khoa học hành tinh và mặt trăng tại Houston, Texas cho thấy bề mặt sao Thủy có thể chứa đầy kim cương. Sao Thủy được bao phủ bởi graphite, một dạng carbon nguyên chất có thể biến đổi thành kim cương sau các vụ va chạm với thiên thạch, tiểu hành tinh và sao chổi. Giới nghiên cứu đã biết sao Thủy chịu tác động nặng nề từ cuối trận mưa bom lớn Late Heavy Bombardment, thời kỳ sơ khai của hệ mặt trời cách đây 4,1 đến 3,8 tỷ năm, khi phần lớn miệng hố trên mặt trăng hình thành. Tuy nhiên, sao Thủy có nhiều miệng hố hơn hẳn mặt trăng, dẫn tới nhiều vụ va chạm tạo ra kim cương hơn. Theo Kevin Cannon, phó giáo sư địa chất và tài nguyên không gian ở trường mỏ Colorado, sao Thủy bắt đầu với một lớp vỏ graphite mỏng hình thành ngay sau khi hành tinh nguội dần từ đại dương magma. Các tiểu hành tinh và sao chổi đâm vào lớp vỏ này ở tốc độ hàng chục km mỗi giây, tạo ra áp suất đủ cao để biến graphite thành kim cương. Tuy nhiên, những viên kim cương nằm ở tương đối gần bề mặt sao Thủy có thể rất khác kim cương mà chúng ta cắt thành trang sức. Chúng sẽ giống loại kim cương đục nhỏ, dùng làm chất mài mòn trong công nghiệp, hỗn hợp của graphite và các dạng carbon khác